là mẹ của chư Phật, là đệ nhất trong tất cả các pháp bảo. Nếu người nghe Bát Nhã Ba La Mật mà nhất tâm tín thọ cúng dường thì tất yếu sẽ được vô lượng công đức ở đời này và cả ở đời sau. Trái lại, nếu chẳng nhất tâm cúng dường, hoặc nếu nhất tâm cúng dường nhưng đời trước có phạm trọng tội thì chẳng sao có được đầy đủ công đức như trên được. Kinh Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thì liền có vô lượng chư thiên đến nghe pháp. Nếu có thiện nam thiện nữ nào đang thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thì liền có chư thiên giúp thêm thắng lực để vị pháp sư ấy thành tựu viên mãn thời thuyết pháp. Nếu vị pháp sư ấy mệt mỏi thì chư thiên liền giúp thêm thắng lực để tiếp tục thời thuyết pháp. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào thọ trì thân cận dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức ở đời này và đời sau. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào thuyết Bát Nhã Ba La Mật giữa đại chúng mà tâm chẳng khiếp sợ thì dù bị chấn nạn vẫn giữ được tâm an định, chẳng có sợ hãi. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này đã được sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật vậy. Vì thiện nam thiện nữ này an trú trong Bát Nhã Ba La Mật nên phân biệt rõ ràng hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, hữu lậu và vô lậu, hữu di và vô di, thiện và bất thiện, dẫn đến phân biệt rõ ràng pháp thanh văn, pháp bích di Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật. Vị thiện nam thiện nữ này an trú trong nội không, dẫn đến an trú trong vô pháp hữu pháp không, nên chẳng thấy có ai vấn nạn, chẳng thấy có ai bị vấn nạn, chẳng thấy có pháp vấn nạn, dẫn đến chẳng thấy có pháp Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam thiện nữ này do được lực Bát Nhã Ba La Mật hộ trì nên chẳng có ách nạn gì hại được. Lúc thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thiện nam thiện nữ này chẳng có kinh, chẳng có hãi, chẳng có sợ. Vì sao? Vì chẳng thấy có pháp gì phải kinh, phải hãi, phải sợ cả. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào thọ trì thân cận dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức ở đời này và đời sau. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật được thân bằng quyến thuộc thương mến, được Sa Môn và Bà La Môn kính nể, được chư vị A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật thường hộ niệm. Các hàng A-tu-la và Thiên Ma cũng ái kính người này. Do vậy mà Bát Nhã Ba La Mật chẳng đoạn diệt. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này tu tập nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng dứt, tu tập bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng dứt, tu tập các đà la ni, các tam muội chẳng dứt, tu tập các thần thông, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ chẳng dứt, tu tập nhất thiết trí, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng dứt vậy. Do tu tập như vậy mà hàng phục được các kẻ đến quỷ bán, phá hoại. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào thọ trì, thân cận, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức ở đời này và đời sau. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm trọn chẳng ly tắc bà nhã tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì chỗ ở của người này được chư thiên trong cõi đại thiên thế giới này và trong các thế giới khác khắp mười phương, dẫn đến những vị đã phát tâm vô thượng bồ đề đều đến ra mắt để được thọ trì, đọc tụng, nghe thuyết giảng, cúng dường, đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật, rồi lui trở về. Này Kiều Thi Ca, chư thiên trong khắp mười phương thế giới, từ cõi trời Tứ Thiên Vương dẫn đến cõi trời Sắc Cứu Cánh, và chư vị đã phát tâm vô thượng bồ đề, đều hộ trì thiện nam thiện nữ này, khiến những kẻ ác, những việc làm ác chẳng thể nào não hại được. Ngoại trừ trường hợp ở đời trước người này đã có phạm trọng tội. Này Kiều Thi Ca, chư thiên nguyện hộ trì thiện nam thiện nữ này.
Vì sao? Vì chư vị thiên tử đó đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, đã nguyện cứu độ chúng sanh, đã nguyện an lạc chúng sanh. Ngài Thích Đề Hoằng Dương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ này, làm sao biết được có chư thiên trong đại thiên thế giới này cùng chư thiên ở các thế giới khác trong khắp cả mười phương đến ra mắt, thọ trì, đọc tụng, nghe thuyết giảng, cúng dường, đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ thấy có quang minh thanh tịnh chiếu rọi thì biết có hàng chư thiên đến ra mắt để thọ trì, đọc tụng, nghe thuyết giảng, cúng dường, đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, nếu thiện nam thiện nữ này ngửi mùi hương thơm lạ, di diệu tỏa ra, thì biết có hàng chư thiên đến ra mắt để thọ trì, đọc tụng, nghe thuyết giảng, cúng dường, đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ này có công hạnh thanh tịnh, nên hàng chư thiên đến ra mắt để thọ trì, đọc tụng, nghe thuyết giảng, cúng dường, đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật nơi trú xứ của người này. Các ma quỷ còn ẩn trốn đều lánh xa đi nơi khác, vì chúng sợ oai lực của chư thiên. Này Kiều Thi Ca, do thiện nam thiện nữ này phát đại tâm nên được oai lực của Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, nên ở cả bốn bên quanh trú xứ của người này thường sạch sẽ, chẳng có các vật bất tịnh. Bởi vậy nên ở nơi nào có Bát Nhã Ba La Mật thì phải đốt hương, thắp đèn, dùng dầu thơm, hoa đẹp, tràng phan, bảo cái để trang nghiêm. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ này khi thuyết pháp chẳng có mệt mỏi, tự cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tâm thần thư thái, an lạc như pháp mà thuyết giảng. Khi nằm nghỉ cũng được an ổn, chẳng có ác mộng. Trái lại, thường thấy thân Phật trang nghiêm với đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thấy chúng tỷ kheo cung kính dây quanh Phật, lại thấy Phật vị đại chúng thuyết pháp. Thiện nam thiện nữ này nghe và lãnh hội đầy đủ các giáo pháp từ 6 pháp Ba La Mật dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại cũng phân biệt rõ nghĩa của 6 pháp Ba La Mật dẫn đến nghĩa của 18 bất cộng pháp, nên trong tâm tưởng thường thấy cội Bồ Đề trang nghiêm, thấy chư Bồ Tát đến cội Bồ Đề tu tập mà thành bậc chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, cũng thấy trăm ngàn muôn ức Bồ Tát đồng kiết tập chánh pháp và đồng luận nghị rằng phải cầu nhất thiết chủng trí như vậy, phải thành tựu chúng sanh như vậy, phải thanh tịnh Phật độ như vậy. Thiện nam thiện nữ này cũng thấy vô số các đức Phật trong khắp mười phương, thấy được ở phương nào, ở cõi nước nào, có đức Phật danh hiệu gì, có bao nhiêu Bồ Tát, có bao nhiêu thanh văn cung kính dây quanh đức Phật ấy. Vì đại chúng đang thuyết pháp, thiện nam thiện nữ này cũng thấy vô số các đức Phật trong khắp mười phương nhập niết bàn, thấy vô số bảo tháp của các đức Phật ấy được chúng sanh cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán. Này Kiều Thi Ca, do thường tâm tưởng thấy các cảnh lành như vậy, nên lúc ngủ cũng như lúc thức, thiện nam thiện nữ này thường được thân tâm an lạc. Lại nữa, do được chư thiên giúp thêm khí lực, nên thiện nam thiện nữ này tự thấy thân tâm nhẹ nhàng, chẳng sanh tâm tham đắm các vật dụng, các thức ăn uống, y áo, giường nằm, thuốc men, vân vân. Dù nhận sự cúng dường, tâm vẫn thường an định, ví như vị tỷ kheo mới xả thiềm vậy. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này do thường hành thiện pháp nên được chư thiên thường hộ trì, giúp thêm khí lực, lại cũng được chư Phật khắp trong mười phương thường hộ niệm. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào muốn được công đức ở đời này thì phải thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, dẫn đến chánh ức niệm, trọn chẳng ly tác bà nhã tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Nếu chẳng thể thọ trì dẫn đến chánh ức niệm thì thiện nam thiện nữ phải biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật rồi cung kính tôn trọng, dùng hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái mà cúng dường thì cũng được công đức ở đời này vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi mà liền thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm,
biên chép cung kính, tôn trọng, tán thán, dùng hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, thì sẽ được công đức thù thắng hơn rất nhiều so với công đức của người đem tứ sự cúng dường mười phương chư Phật và hàng đệ tử Phật, thù thắng hơn rất nhiều so với công đức của người xây bảo tháp để cúng dường xá lợi của các đức Phật và hàng đệ tử Phật sau khi các ngài nhập Niết Bàn. Luận hỏi: trên thiên giới cũng có thuyết Bát Nhã Ba La Mật, như vậy vì sao chư thiên còn phải xuống trần gian để nghe? Đáp: trên thiên giới có thuyết Bát Nhã Ba La Mật, nhưng chư thiên muốn tăng ít Bát Nhã Ba La Mật ở trần gian nên xuống đi nghe vậy. Chư thiên cũng muốn hộ trì các thiện nam thiện nữ thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, cung kính, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật ở trần gian, khiến cho chúng sanh ở nơi đây thâm kính Bát Nhã Ba La Mật hơn nữa. Lại nữa, khi thấy có thiện nam thiện nữ nào đang thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, thì chư thiên thường trứ nước cam lồ, làm cho vị pháp sư ấy chẳng còn cảm thấy mệt mỏi, được tăng thêm thắng lực, dẫn đến thành tựu viên mãn thời thuyết pháp. Hỏi: hết thảy các thiện nam thiện nữ nào thuyết Bát Nhã Ba La Mật cũng đều được chư thiên rưới nước cam lồ để giúp thêm khí lực hay sao? Đáp: chẳng phải nhất quyết là như vậy. Chỉ thiện nam thiện nữ tu hành tinh tấn, nhất tâm cầu Phật đạo, nhất tâm tẩy trừ các kiết sử, lại thuyết giảng nơi đạo tràng thanh tịnh, thì chư thiên mới hoan hỷ đến nghe pháp, hoan hỷ hộ trì vậy. Dù thiện nam thiện nữ này ít học, nhưng đã thâm nhập vào được nghĩa lý thâm diệu của Bát Nhã Ba La Mật, thì ở pháp tòa vẫn được tâm an định, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, khiến được đầy đủ khí lực để thuyết pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là định pháp, chẳng vướng chấp thế gian hay xuất thế gian, vô thường hay thường, thiện hay bất thiện, nên chẳng có gì phải kinh, phải hãi, phải sợ cả. Lại nữa, thiện nam thiện nữ tu Bồ Tát hạnh thường hành Bát Nhã Ba La Mật nên phiền não mỏng, phước đức sâu dày, thường làm việc lợi ích cho chúng sanh nên có được oai đức khả kính, làm cho chư thiên ái kính và hoan hỷ hộ trì vậy. Hỏi: người xuất gia thường được người đời ái kính tôn trọng, vì sao vẫn có nhiều vị xuất gia chẳng được cha mẹ ái kính? Đáp: có thể là những trường hợp cha mẹ chẳng có thuận ý khi con xuất gia nên xảy ra như vậy. Thế nhưng các thiện nam thiện nữ hành Bồ Tát đạo, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, luôn luôn được cha mẹ cùng hết thảy chúng sanh ái kính. Vì sao? Vì do tu tập đầy đủ các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật mà các thiện nam thiện nữ ấy chẳng hề sanh cao tâm, chẳng hề ái chấp sự cúng dường, chẳng hề vua nịnh người, chẳng muốn người vua nịnh, chẳng sanh tâm tật đố ích kỷ vì lợi ích riêng của mình, mà thường trải tâm đại từ bi thương xót chúng sanh, làm những việc rất khó làm nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Các thiện nam thiện nữ này được các hàng trời người ái kính, được chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát trong khắp mười phương thường hộ niệm. Các thiện nam thiện nữ phát tâm hành Bồ Tát đạo, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, khiến sáu pháp Ba La Mật chẳng đoạn dứt, nên có oai lực hàng phục được các chứng ma và các kẻ đến chứng nạn, quỷ bán. Chư thiên vì muốn cúng dường Bát Nhã Ba La Mật nên thường lui tới nơi nào có kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, có thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, ở thế gian này, từ sông núi dẫn đến cây cối đều do Tứ Thiên Vương cai quản, nên chỗ nào có biên chép, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật thì chư thiên thường đến đó để nghe, dẫn đến để lễ bái, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, làm cho thiện nam thiện nữ biên chép, thọ trì, cung kính, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật được tăng ít đạo tâm. Bởi nhân duyên vậy nên nói các thiện nam thiện nữ này được các công đức ở đời này vậy. Hỏi: làm sao biết được có chư thiên đến nghe, đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: khi thấy có ánh quang minh chiếu rọi,
hoặc ngửi được mùi hương lạ, di diệu, thì biết được có chư thiên đến, hỏi: thân người bất tịnh cả trong lẫn ngoài, như vậy làm sao có được trú xứ thanh tịnh? Đáp: khi các ác quỷ lánh xa, thì tâm người được nhẹ nhàng, thanh tịnh, tâm tịnh, thì trú xứ tịnh vậy. Lại nữa, chư thiên chỉ đến khi đạo tràng được thanh tịnh, như vậy người tu hành phải an định trong tất cả các oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, lại phải xa lìa các ác sự, mới mời được chư thiên đến đạo tràng được. Do thường an định nên chẳng bao giờ có ác mộng, mà chỉ thấy những thiện mộng mà thôi. Hỏi: cúng dường Phật là cúng dường Bát Nhã Ba La Mật rồi, như vậy vì sao nó cúng dường mười phương chư Phật chẳng bằng cúng dường Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: cúng dường Phật mà còn thủ chấp tướng cúng dường, thì dù cúng dường phước điền tối thượng như vậy mà công đức chẳng có được bao nhiêu cả. Trái lại, vào được Bát Nhã Ba La Mật làm vào được nơi thật tướng pháp, nên chẳng còn chấp pháp tướng. Bởi vậy nên cúng dường Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ, là thầy của chư Phật. Do Bát Nhã Ba La Mật lực mà chư Phật thành tựu được 32 tướng tốt, cùng vô lượng quang minh, thần thông, biến hóa, vân vân. Bởi nhân duyên vậy nên nói cúng dường Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn cúng dường chư Phật. Thế nhưng chẳng nên vinh vào nghĩa này để mà khởi niệm bất kính chư Phật. Hết quyển 58.